Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Poki Tân Á Châu được thành lập vào năm 2014 với sứ mệnh trang bị các năng lực cần thiết cho những công dân tương lai của Việt Nam trong thế kỷ 21, góp phần xây dựng nguồn lực cho đất nước. Năm 2016, Poki Tân Á Châu đã đạt được những thành công bước đầu rất đáng khích lệ, là đơn vị đầu tiên của Việt Nam giới thiệu sản phẩm hệ thống luyện kỹ năng sống trực tuyến dành cho trẻ em độ tuổi mầm non và tiểu học tại địa chỉ www.poki.vn. Sau 3 năm phát triển, trang web đã đạt gần 24 vạn thành viên thường xuyên truy cập. Công ty Poki Tân Á Châu thực hiện chương trình chuyển giao kỹ năng sống tới các trường tiểu học trên toàn quốc. Hiện nay có 113 trường với hơn 80.000 học sinh tham gia tại các trường tiểu học của Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của Poki năm học 2017-2018 là phát triển tới hơn 32 tỉnh thành và 250 trường tiểu học, góp một phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, có năng lực, kỹ năng cần thiết, đáp ứng sự thay đổi của xã hội hiện đại thế kỷ 21. Bây giờ thì Poki đã hiểu thêm một chút. Mỏ đá Khe Bàn 2 trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 18 nằm trên địa bàn thôn Khe Bàn, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tháng 6 năm 2016, công ty đã hoàn thiện việc lắp ráp và chạy thử dây chuyền 250 tấn một giờ để khai thác đá. Đến cuối tháng 9 năm 2016, hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và sang tháng 10 năm 2016, công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý của mỏ, đưa dây chuyền nghiền 250 tấn một giờ vào hoạt động chính thức, tạo tiền đề cho năm 2017 nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.